đó là giải Á hậu Ân Ảnh đã được bình chọn một cách công bằng trên mạng trong những tuần qua thông qua chương trình bỏ phiếu Wubox.com. Thí sinh có nhiều phiếu nhất sẽ là Á hậu Ân Ảnh 2015. Và kính thưa quý vị, thí sinh này đã được những người bỏ phiếu nhiều nhất. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho thí sinh số 9 Lê Thị Ngọc Ngân. Xin mời Á hậu Đài Anna Huỳnh, Á hậu Ân Ảnh của 2014 Tracy Trang Nguyễn và Á hậu Jenny Diệm Lê lên trao giải cho em Lê Thị Ngọc Ngân. Step to the right of the stage, please. Thank you. Và giải kế tiếp là Hoa hậu Thanh Thiện được bình chọn trong nội bộ giữa các thí sinh với nhau. Thí sinh có nhiều phiếu bình chọn nhất sẽ là người thắng giải. Kính thưa quý vị, thí sinh này đã được mấy cô trong nhóm mến nhất. Đó là thí sinh số 12 Vicky Hiếu Võ. Xin mời Á hậu Ngọc Huỳnh, Á hậu Thanh Thiện của 2014 Lina Trần và Á hậu Jenny Diễm Lê lên trao giải cho em Vicky Hiếu Võ. Xin quý vị đón xem nhé.